Thưa quý vị, trước tác động của dịch COVID-19, trẻ em cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng phải dành phần lớn thời gian vui chơi, sinh hoạt trong chính ngôi nhà của mình. Các hoạt động công cộng bị hạn chế, thiếu sự tương tác trực tiếp, nên các em có xu hướng sử dụng Internet nhiều hơn để tìm kiếm những trò chơi trực tuyến. Chính vì vậy, việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ em trên môi trường mạng trong thời điểm này là vấn đề được các bậc phụ huynh và đơn vị chức năng đặc biệt quan tâm. Cũng như bao gia đình khác, những ngày này, hai con nhỏ của chị Trần Thị Bích Vui, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu đã trải qua một mùa hè đặc biệt. Không đi chơi xa cũng chẳng thể tụ tập bạn bè, hai đứa con của chị Vui sử dụng chiếc smartphone để làm thú tiêu khiển qua ngày. Sức hút từ các chương trình trên YouTube hay game online khiến cậu con trai lớn có dấu hiệu sa đà và ngày càng chìm đắm trên không gian mạng. Điều này khiến chị Vui không khỏi lo lắng. Những cái mà vô bổ trên mạng xã hội sẽ ảnh hưởng đến trí não phát triển và sau là tương lai cháu sẽ bị giảm mù mờ theo những cái những xã hội không tốt. Nỗi lo âu của chị Vui cũng là tâm trạng chung của nhiều bậc phụ huynh trong thời điểm hiện nay, bởi vấn nạn xâm hại trẻ em trên môi trường mạng đang là hồi chuông báo động cho tất cả. Internet có thể đem lại nhiều lợi ích cho trẻ, tuy nhiên, những rủi ro của nó cũng rất đa dạng, từ việc tiếp cận các nội dung xấu độc, bị rò rỉ thông tin cá nhân, bị bắt nạt, đến bị xâm hại trên môi trường mạng. Từ những hệ lụy khôn lường, việc bảo vệ sự an toàn cho trẻ trên môi trường mạng cần có sự phối hợp từ phía gia đình, cộng đồng xã hội đến việc nâng cao ý thức, kỹ năng cho chính mỗi đứa trẻ. Tổ chức những cái cuộc thi trên mạng Internet, đó là gia đình với cái công tác phòng chống dịch hoặc là cái công tác tuyên truyền, truyền thông về công tác phòng chống dịch trên mạng Internet. Và cũng thông qua mạng Internet đó thì các em cũng tiếp cận với Internet nhưng mà với cái góc độ khác, đó là công tác tuyên truyền, công tác truyền thông hoặc là tham gia tìm hiểu với những vấn đề liên quan đến mạng xã hội, không tập trung nhiều vào các sở thích hoặc là cái trò chơi của các em. Cha mẹ thì dành thời gian nhiều cho con, đồng hành cùng con để sử dụng Internet. Và chính quyền địa phương thì cũng có những cái biện pháp là ngăn chặn được những cái tin độc hại, tin xấu trên các trang web. Tháng 5 năm 2020, Ban Thường vụ Thành ủy ban hành chỉ thị số 39 về xây dựng thành phố Đà Nẵng an toàn, không bạo lực với phụ nữ và trẻ em. Trong đó, nhấn mạnh đến vấn đề bảo vệ trẻ em trên không gian mạng. Các cấp ngành, hội đoàn thể cũng đã đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền từ pano, áp phích đến tổ chức các cuộc thi thiết kế, viết slogan bảo vệ trẻ em trên Internet được triển khai rộng khắp trên địa bàn thành phố. Nếu mà trong cái thời gian không có dịch bệnh xảy ra thì theo tôi thì cái tạo cái không gian mở đối với các em và tạo cái sân chơi cho các em rất vô cùng quan trọng. Trong đó có những cái sân chơi bổ ích như các em như là văn hóa, văn nghệ hoặc là sinh hoạt hè. Mà cái vấn đề mà tạo điều kiện cho các em sinh hoạt hè thường xuyên là vấn đề quan trọng. Trong đó cái tầm quan trọng của gia đình là hướng cho các em tham gia những cái trò chơi sinh hoạt cộng đồng hoặc là tham gia cùng với các đội, nhóm mà do địa phương tổ chức. Mới đây, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ban hành đúng ngày 1 tháng 6 vừa qua, càng có ý nghĩa quan trọng. Điểm nhấn của chương trình là triển khai những giải pháp công nghệ, các nhà mạng, các nhà cung cấp nền tảng số sẽ ứng dụng trí tuệ nhân tạo, công nghệ phân tích dữ liệu lớn để lọc các video có nội dung xấu độc. Với những giải pháp đồng bộ, chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025 được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác bảo vệ trẻ em.